Xin chào mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với video mới của mình. Đúng mọi người biết mình đang ở đâu thì như mọi người đã biết đấy, hiện tại mình đang nằm ở chỗ bệnh viện ở trong hometown nha. Thì tác hại của việc mà chơi ngu mọi người đã bị vào bệnh viện nằm luôn. Trước khi vào đồng chí video ngày hôm nay thì mọi người đừng quên cho mình một đăng ký kênh, like video nha. Và sau đây sẽ quay lại video của mình. Xin chào mọi người, thì hiện tại mình đang ở hometown nha. Và ngày hôm nay mình sẽ làm một clip hướng dẫn mọi người cách đi bắt ong, nhưng mà bắt theo một cách đặc biệt đấy mọi người. Thì cách bình thường thì mọi người dùng khá nhiều rồi ấy, và cũng bình thường à. Ngày hôm nay mình sẽ làm một clip bắt ong kiểu khác nha mọi người. Nhưng trước khi vào nội dung bắt ong của ngày hôm nay thì mình sẽ bắt bằng cách thường xuyên mọi người dùng nhé. Và mình đang ở hôm thao mà, và hiện tại tay mình đang cầm cái vợt. Sau đây mình sẽ tiến hành đi bắt con ong nha. Đầu tiên mình phải đi kiếm ong đó mọi người. Thì ở trong hôm thao có mấy cái bồn hoa này xuyên khá nhiều ong luôn mọi người. Và cách truyền thống thì mọi người thường dùng giống như kiểu là bắt mấy con bộ rùa ấy, là giữ nguyên cái nút vợt, sau đó tiến chậm lại gần với con ong nha. Sau đó gần đến nơi thì mọi người sẽ tiến hành nhả vợt ra thì là bắt được. Đây nha mọi người. Đấy thì mình sẽ bắt được con ong. Nhưng ngày hôm nay mình sẽ chơi một cách mới. Đó là sẽ đi giúp ong và trêu ong nha mọi người. Ok, thì mình sẽ sang cái chỗ bồn hoa cạnh bên này nha mọi người để kiếm ong. Đây mọi người. Mình sẽ chạy lại gần, sau đó mình cho nó đuổi và mình chạy ra chỗ ngoài kia nha, để cho nó dí theo bên sau mình ấy. Ui. Chạy mọi người, chạy ong đuổi. Đây mọi người, để nó đuổi gần xong lại. Đây chết, nó quay lại chỗ bồn hoa rồi. Từ từ mình quay lại bồn hoa để mình dụ nó ra đây đã. Cách này thì chơi vui đó, mọi người. Đây mọi người, nó đuổi nó dí mình luôn này. Đó, dí chơi dí luôn này. Thì mọi người nhớ chạy ra cái chỗ nước ấy, quay lại rồi. Rồi mình quay dụ lại. Đây nha mọi người, thì mọi người chạy gần cái chỗ mà giống như mình nhảy chỗ có nước ấy, thì mọi người nhảy xuống. Như vậy là ong sẽ mắc bên trên nha mọi người. Nó sẽ mắc bên trên như này luôn đấy và không bay đi luôn. Bây giờ việc của mọi người chỉ việc là nhảy lên và bắt nó thôi. Ô, sao bay nhỉ? Từ từ nào. Từ từ. Không mình thấy. Đây ạ. Ông mình thấy mọi người chia sẻ là khi đứng dưới nước nó sẽ đứng yên mà nhỉ? Rất lạ vậy. Giờ mình dụ lại nào. Đây nha, đây có hai con luôn nha mình, mọi người mình dụ luôn nha. Chạy ông dí mọi người ơi chạy ông dí. Ơ, lại quay lại bồn hoa, dụ lại nè, lại tiếp tục nhảy xuống nước nha mọi người, tiếp tục nhảy xuống nước nha. Đứng gần mình đây, mình nhảy xuống dưới đây mọi người. Thì như vậy là nó sẽ bị lỗi mà nó đứng ở trên kia, mắc bên trên mọi người đấy. Giống bạn kia, bạn cũng làm giống mình nhỉ. Nếu mọi người bạn nhảy lên là bạn vớt được luôn đấy, giống con ong này luôn. Mình nhảy lên mình vớt xem nào. Ui ạ, ong tiêu vẫn nữa mọi người. Ơ sao không đứng được nhỉ, sao nó không... Mình thấy mọi người chia sẻ là khi mà nhảy xuống nước thì nó sẽ đứng yên mắc trên đấy, và khi mình lên mình bắt là bình thường mà. Lạ thế nhỉ. Từ nào dụ con nữa xem được nào. Quả tam ba bạn thì em bắt được con nào. Lại phải chạy mọi người. Ong dí quá trời mọi người ạ. Chạy chỗ nước nào, nhảy xuống. Đây nha, mình nhảy lên luôn này. Ui, vẫn bị đốt mọi người. Xui thế nhở, có cách này không được à. Mình thấy nhiều bạn bắt theo cách này được mà nhở. Hết ong của mọi người, không còn ong nào để dụ ra ngoài nữa rồi. Ơ, mình thấy mọi người làm clip này trên TikTok thì được mà nhở, sao mình làm được ta. Mọi người biết cách khắc phục không, chứ mình nãy giờ thử 3 con mà bị đốt cả 3 lần. Xui thế nhở. Hết ong rồi mọi người, hết ong để dụ ra để thực hiện lại rồi. Giờ là hết ong rồi mọi người, thế lại phải chờ thôi. Chờ nó spawn ra rồi thì lại test thử xem nào. Nhưng mà chắc thôi mọi người, thử 3 cái đốt cho cả 3 lần rồi mọi người ạ. Thôi chắc thôi cái video đi dụ ong treo ong đây mọi người. Để mình test thử lại xem rồi mình lại làm clip lại nha mọi người. Hiện tại thấy là lạ là nhờ, mình thấy nhiều bạn làm thế mà được, đứng ở dưới góc luôn mà. Khi mà đứng ở đấy là sẽ không bay nữa và nhảy lên chỉ vợt thôi. Thôi video ngày hôm nay sẽ tạm dừng đây cho mọi người để mình kiểm tra lại đã. Nếu bạn nào biết cách khắc phục thì nhớ comment phía dưới nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình và bye bye, chào mọi người.